Xin chào cô chú anh chị và các bạn Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách làm chà bông Làm từ thịt heo Theo cái cách làm mới ha Mình đã làm nhiều lần và mình cho mọi người ăn thì mọi người khen ngon đó để cái Cách làm mới này, cái chà bông mình nó bông mềm Nó không có bị khô Và cái gia vị rất là thơm luôn Thì để cô chú anh chị và các bạn không chờ đợi lâu Thì bây giờ mình đi làm luôn nha Thì đây mình sử dụng một ký thịt thăng thì gồm có là thịt thăn chuột và thịt thăn đầu mềm thì các bạn sẽ chọn cái thịt thăn chuột và thân đầu mềm thì khi mình làm chà bông nó mềm nó ngon nha thì cũng có thể là mình sử dụng thịt đùi hoặc thịt mông cũng được nhưng mà mình thì mình thích cái loại thịt thăn hơn ăn nó mềm nó bông nó ngon hơn để có một ký thịt làm chà bông thì các bạn mua dư dư ra một tí ha vì mình phải lóc cái mỡ đi cái mỡ mình không có để làm chà bông vì tại vì cái mỡ này mình làm chà bông thì để lâu cái chà bông mình nó bị ga dầu là nó bị chảy mỡ đó, nó hôi mùi dầu nó gắt dầu mình cắt theo sớ này nè đó cái sớ xéo thì mình cắt theo xéo còn sớ dài thì các bạn cắt theo dài này, cắt làm sao mà cho cái thịt mà nó cái sớ dài nhất Cờ, lát nữa mình nấu lên nó cái thịt nó còn bị co rút lại nữa nên các bạn cắt cái miếng thịt nó hơi to to một tí nha mà nếu mà mình cắt miếng nhỏ cũng vẫn được nhưng mà mình cắt miếng nhỏ khi mình nấu lên á thì lát nữa mình làm chà bông chà bông nó dễ bị khô các bạn cắt miếng nó to giùm mình mình dùng đây khoảng 4 củ hành tím nè mình cho hết vào trong nồi luôn nha rồi mình cho thêm tầm khoảng một muỗng canh dầu ăn Hành đã thơm rồi thì mình cho thịt vào mình xào nha Mình xào nãy giờ mình thấy cái thịt bắt đầu nó săn lại rồi nè Nó săn lại rồi Thì bây giờ mình sẽ cho 2 phần 3 chén nước vào trong này ha Thì mình cho nước vào thì nó hơi ít như vậy Nhưng mà lát nữa nấu thịt nó ra nước nhiều lắm đó thì bây giờ mình nấu theo cái cách là không có cho gia vị vào nha nếu mình cho gia vị vào thì nghe cái mùi thịt kho lắm rồi mình mở lửa nhỏ mình nấu cho nó cạn nước luôn nha ôi đây nè nước quá nhiều luôn hồi nãy mình cho tí xíu nước mà mình nấu hồi thịt nó ra nước nè cái thịt heo ngày xưa đó nó ít nước lắm mình nấu nó không có ra nước nhiều nhưng mà cái thịt bây giờ nó không biết là do cái cách chăn nuôi hay nó có khác hay không mà cái thịt bây giờ nó ra rất là nhiều nước luôn các bạn nấu lâu lâu thì mình chở một lần rồi mình đậy nắp lại tiếp ha thịt nãy giờ mình nấu cho nó cạn gần hết nước rồi nè đó gần hết nước thì các bạn xem cái thịt bắt đầu nó mềm rồi nè các bạn có thể thử là mình lấy cái đũa nè Mình xé thử cái thịt Mình xé thử mà mình xé được rồi mà mình cảm giác nó mềm vừa phải thôi Nếu mềm quá thì cái thịt lát nữa làm chà bông nên ăn bị bột Mà nó chưa mềm thì cái thịt lát nữa mình làm chà bông Ăn nó bị cảm giác nó khô, nó hơi cứng ha Thì khi cái thịt còn ấm thì mình cho vào trong cái bọc này mình đập luôn nha các bạn đừng có để nguội quá lát thịt nó cứng thì mình đập nó bị gãy thịt đó thì mình thấy cho thịt vào trong cái mộc rồi mình đập trên cái thớt như vậy rất là nhanh nhanh hơn so với các bạn bỏ trong chài mà đập trong cối nha nó nhanh lắm nó dễ lắm thì hôm nay mình chia sẻ cái cách làm chà bông thịt heo các bạn nào yêu thích cách làm chà bông thịt gà thì nhớ nhấn vào nút đăng ký bên dưới video này và bấm vào cái chuông nha để nhận thông báo tự động khi mình đăng video mới đó các bạn giả tiếp tục cho nó 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 dập dập ra nha đó sau khi giả dập như vậy rồi thì các bạn nào không có máy thì mình lấy ra mình xé tay cũng rất là nhanh luôn ha và bây giờ mình cho vào thao nè Rồi mình dùng máy mình đánh nha đây là cái que đánh bột nè mình đánh để cho trà bông mình nó bông và nó mềm hơn còn que đánh trứng thì mình đánh để cho nó tách thành từng sợ thịt đó từng sớ thịt đó các bạn nào mà có máy đánh bột mà bàn á thì các bạn dùng cái que trộn bột các bạn đánh nó sẽ bông mềm và tơ xốp hơn là cái máy cầm tay này nha đó mình đánh nó tốc độ trung bình và đánh khoảng vài phút thôi các bạn nha mình cảm nhận khi nào mình thấy nó tơi đừng sợ như vậy là được rồi nè thì cái cách làm chà bông thông thường thì người ta cho hết gia vị này vào để mình ghim cùng với thịt Như vậy thì nó nghe cái mùi thịt kho lắm Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm chà bông theo cái cách mới Thì các bạn cho gia vị vào trong cái tô hay cái nồi ha Mình xúc ở đây là 5 muỗng canh đường Thì xúc hơi vung vung vừa vừa ha Và tiếp tục là 3 muỗng canh nước tương Marie 3 muỗng canh nước mắm ngon hưng thịnh. 2 muỗng canh hạt nêm và 1 muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều để tạo màu cho nó đẹp. Các bạn cũng có thể cho thêm tí bột nghệ cho đẹp hơn. 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê bột quế. Rồi mình khuấy đều lên cho đường nó tan ra mình có thể cho lên bếp để mình nấu lửa nhỏ cho tan đường hoặc là cho vào máy xay sinh tố tan đường cũng được nha gia vị nãy giờ mình khuấy cho nó tan hết đường rồi nè các bạn nhớ khuấy tan hết đường để mình sao cho bông không bị khét nha mình chia làm đôi mình cho vào trong đây phân nửa trước để mình trộn cùng với thịt nha là mình nếu mình trộn cùng một lúc á, thì cái chà bông mình á sao lên nó dễ bị khét và thứ hai nữa là nó không có giữ được cái mùi thơm thì cái chà bông này á nếu mình sao trên bếp á thì cái thời gian cũng lâu và nếu mình cho vào lò nướng thì cái thời gian nó cũng dài thì mình cho cùng một lúc vào thì cái mùi hương thơm nó của cái gia vị đó nó sẽ bị mất đi nãy giờ mình trộn phân nửa cái gia vị vào rồi nè bây giờ mình mang đi mình sao trên bếp luôn nha mình chia cái thịt này làm hai lần sên nha mình cho vào đây trước phân nửa nè và sên trà bông ở cái giai đoạn đầu này thì các bạn mở lửa nhỏ vừa nếu cái chảo mà các bạn to thì các bạn sao một lần luôn vẫn được thì cái lượng trà bông cho vào trong chảo không quá nhiều không quá ít ha nhiều quá thì nó không có đều và ít quá thì nó nhanh khô thì trà bông của mình bị khô và các bạn nhớ để ý là cái trà bông mình bắt đầu nó bông nhẹ rồi nè hơi ráo nước nhẹ và bông nhẹ thôi mình cảm nhận cũng như là nó mới bắt đầu bông và nó ráo ráo nước nè rồi bây giờ các bạn tắt bếp nha và mình trộn phân nửa cái lượng gia vị hồi nãy vào nè nếu mình sau một lần thì bây giờ mình cho hết gia vị vào luôn ở đây mình sau hai lần nên mình dùng phân nửa thôi mình cho gia vị hai lần như vậy để giúp cho cái trà bông mình giữ được cái mùi thơm và thứ hai nữa là cái trà bông mình sẽ không có bị khô nó rất là mềm luôn tiếp tục mình mở bếp trở lại nha và mình mở lửa nhỏ nhỏ thật nhỏ luôn mà các bạn muốn bông nhiều đó thì mình lấy cái đũa nè mình mình trà trà thấy hình vòng tròn mình chà như vậy để cho cái chà bông mình được bông hơn nha thì trong lúc sơn mình cũng để ý cái chà bông bắt đầu mình thấy nó bông nhiều và nó bông mềm cảm nhận nó ráo ráo nước rồi đó ráo nước mình có thể ăn thử hoặc là mình có thể bóc thử mình sờ vào mình thấy nó bông mềm và thật ráo nước rồi thì các bạn tắt bếp đi là được ha thì mình tắt bếp rồi cái chà bông mình còn khô ráo hơn nữa thì nếu mà các bạn muốn mà à, sơn cho đến khi mà bảo quản được lâu đó thì mình sơn khô hơn nữa thì mình ăn nó không ngon nha mình sơn bông mềm như vậy được rồi rồi mình cho ra cái mâm mình để cho nó nguội rồi mình bảo quản trong tủ mát để mình dành ăn dần nha còn nếu mà muốn để bảo quản lâu hơn nữa thì các bạn cũng có thể cho vào trong tủ đá bảo quản nhưng bảo quản tủ đá ăn được lâu nhưng mà ngược lại nó sẽ bị mất nước nhiều hơn thì cái giò bông mình ăn cảm giác nó hơi khô cứng hơn các bạn và để làm giò bông nó ngon thì các bạn khi cắt thịt các bạn cắt cũng cắt to to nha đừng cắt nhỏ quá thịt nó bị khô và thứ hai nữa là mình à, rưới nước sốt hai lần để cho giò bông mình nó không có bị khô và nó mềm bông như vậy nè đó nó rất là bông luôn thứ ba nữa là là ừ, nó giữ được cái mùi thơm hơn thì cái cách làm này mình cũng làm nhiều lần và cho nhiều người ăn mọi người thấy rất là thích luôn thì các bạn có thể là làm thử để cảm nhận sự khác biệt nha và nhớ phản hồi cho mình biết đó nha và như vậy thì mình cũng vừa chia sẻ xong cái cách làm chà bông heo thì mình hẹn gặp lại các bạn trong video cách làm chà bông gà nha